Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng bot auto tương tác trên website autosendingtelegram.com. Bước 1, các bạn truy cập vào website autosendingtelegram.com. Sau đó các bạn sẽ tạo tài khoản bằng cách click create an account. Các bạn điền đầy đủ các trường tên đăng nhập, tên, họ, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu để tạo tài khoản. Sau khi điền đầy đủ thông tin, các bạn click vào create. Như vậy là tài khoản của các bạn đã được khởi tạo. Sau đó các bạn có thể nạp tiền theo hướng dẫn để được kích hoạt VIP. Ở đây mình sẽ sử dụng gói VIP mà là VIP 3 với 300 clon tương tác tối đa 300 câu thoại trên ngày. Đây sẽ là giao diện sau khi các bạn được gia hạn VIP. Bước 1, các bạn nhập nick nhóm. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một group để test tương tác. Điều kiện của group này đó là group công khai hoặc group có trên 200 em. Nhập link của nhóm vào và click thêm nhóm. Chúng ta đã thêm nhóm thành công. Sau đó các bạn click vào tạo hội thoại mới. Trong một ngày các bạn sẽ được chọn clon theo ý muốn một lần. Đây mình sẽ chọn clone là tiếng Anh. Có hai cách để tạo hội thoại. Cách thứ nhất đó chính là tạo trực tiếp ở trên web. Cách thứ hai đó chính là tải tệp có sẵn lên. Mình sẽ test thử cách tạo ở trên web trước. Đầu tiên các bạn điền tên kịch bản. Các bạn click tạo bản mới. Hiển thị lên các cột như sau. Số thứ tự các bạn để yên. Mã clone các bạn để yên. Địa chỉ group các bạn để yên. Nội dung tin nhắn các bạn điền. Nội dung bao gồm text và icon. Địa chỉ hình ảnh. Stick. Phản hồi tin nhắn. Thời gian chờ, ấn hoặc 1, chúng ta sẽ kích vào thêm để thêm hàng tiếp theo. Ở hàng thứ 3, mình sẽ tải lên một hình ảnh có sẵn ở trên máy. Ở hàng thứ 4, mình sẽ để một icon bất ngờ. Các bạn lưu ý ở chỗ này, đó chính là khi sử dụng icon, các bạn phải để trống phần nội dung tin nhắn và tải lên. Mình sẽ setup cho câu thoại số 7 sẽ trả lời câu thoại số 2 thì mình sẽ điền 2 vào chỗ phản hồi tin nhắn. Và câu thoại số 6 sẽ phản hồi cho tin nhắn số 3, mình sẽ điền số 3 vào tin nhắn. Đây một đoạn hội thoại đã được hình thành. Sau đó mình sẽ click vào chữ lưu. Cách thứ hai các bạn có thể tải tệp lên. Bên mình đã có sẵn những kịch bản của các ngành các nghề, các bạn có thể tham khảo. Đây là một kịch bản coi in về tiếng Anh. Mình đã để sẵn ở trên driver, các bạn có thể nhân lên và tải về, sau đó tải lên. Đầu tiên các bạn click tạo bản sao để chỉnh sửa được. Sau đó các bạn chỉnh sửa theo ý mình. Lưu ý các cột sau mình sẽ không đụng tới, đó chính là số thứ tự, mã clone, địa chỉ ảnh. Còn lại tất cả chúng ta sẽ sửa theo ý chúng ta. Để thêm phần stick, chúng ta sẽ phải xóa đi nội dung tin nhắn dạng text và chọn stick mình mong muốn. Số thứ tự 17 sẽ trả lời tin nhắn thứ tư. Và số thứ tự 18 sẽ trả lời cho tin nhắn số 5. 19 sẽ trả lời cho tin nhắn thứ nhất. Như vậy là một kịch bản đã hoàn thành. Sau đó mình sẽ lưu về máy, click vào tệp, tải xuống và chọn định dạng .xlsx. Sau đó mình click vào chọn tệp, chọn đúng tệp vừa lưu. Các bạn click vào tải kịch bản lên. Và như vậy, kịch bản đã ở trên đây. Các bạn có thể thêm sửa xóa, cũng như chọn thêm tệp, hình ảnh để cho kịch bản sinh động. Sau đó các bạn ấn lưu. Và kịch bản đã được lưu. Để lên lịch cho hội thoại, chúng ta click vào chữ lên lịch. Có hai cách để gửi hội thoại vào group. Cách thứ nhất, chúng ta chọn gửi ngay. Sau đó chọn kịch bản. Có hai cách để chạy hội thoại. Cách thứ nhất là click vào chữ gửi ngay, dành cho những nội dung mình sẽ gửi ngay cho group. Sau đó chọn kịch bản. Sau đó click gửi ngay. Như vậy là đã gửi thành công. Chúng ta cùng xem các clone tương tác ở trong nhóm. Đúng như kịch bản chúng ta vừa setup. Icon, ảnh, nội dung tin nhắn. Tài khoản clone rất chuyên nghiệp, đúng là tài khoản của nước ngoài, cũng như ảnh đầy đủ. Và cách thứ hai, dành cho những kịch bản sẽ được lên lịch vào một thời gian nhất định, chúng ta sẽ click vào lên lịch. Đầu tiên chúng ta chọn ngày. Chọn giờ. Lưu ý phần chọn giờ, chúng ta sẽ chọn lên lịch cách thời điểm, lên lịch ít nhất là 5 phút. Sau đó click vào lên lịch, thời gian bắt đầu chạy sẽ là 16:29. Sau đây chúng ta sẽ đợi ở trong group. Rất chuẩn xác. Cả hai chức năng gửi luôn và lên lịch đã thành công. Còn một phần quan trọng nữa mình muốn lưu ý với các bạn, đó chính là quản lý hội thoại. Đây là hai hội thoại mà mình vừa tạo, một hội thoại là tạo trực tiếp ở trên web và một hội thoại tải lên.
Ở đây các bạn có thể sửa chữa toàn bộ hội thoại. Sau khi sửa xong các bạn có thể lưu lại. Các bạn có thể gửi thoại ở ngay phần tạo hội thoại mới. Click gửi ngay. Chọn đoạn điện thoại vừa soạn. Chúc các bạn thành công. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với hotline của chúng tôi qua số điện thoại 0877496688 hoặc website autotradingtelegram.com để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại. Toolmarketing.pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ISO, SEO chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro, hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.